Sáng nay, Hội Từ thiện và Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác hội năm 2021 và phát động phong trào thi đua năm 2022. Đến dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Dương Đình Liễu. Năm 2021, trong bối cảnh COVID-19, hội đã chuyển hướng vận động sang hỗ trợ đồng bào, trẻ em bị ảnh hưởng dịch, vận động các suất quà cho tuyến đầu chống dịch. Câu lạc bộ Hương Lam thuộc hội đã chủ công, tích cực phối hợp với sở ban ngành, đoàn thể, đẩy mạnh công tác vận động nguồn lực, vận động được hơn 49 tỷ đồng. Các cấp hội đã giúp đỡ, hỗ trợ, tư vấn, truyền thông hơn 345.700 lượt người, góp phần thực hiện tốt chương trình 503 có, chương trình 4 an của thành phố. Nhiều chương trình an sinh xã hội đạt nhiều hiệu quả, làm mái ấm tình thương, nồi cháo tình thương, chương trình sinh kế, khám bệnh, phát thuốc miễn phí, chương trình xe lăn, cứu tế, cứu trợ xã hội, viết tiếp ước mơ, vòng tay nhân ái, tấm gương hiếu thảo, chương trình học bổng và tặng quà cho trẻ em. Với những kết quả đạt được, hội đã được trao tặng các bằng khen của Ủy ban Nhân dân thành phố vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình vì trẻ em thành phố và công tác bảo trợ xã hội. Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Trung Chinh đánh giá cao và biểu dương hội về các hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ cho người có hoàn cảnh khó khăn, yếm thế trong xã hội, đảm bảo các quyền và lợi ích của trẻ em trên địa bàn thành phố. Trong đó, các nội dung công tác của hội đã đi vào chiều sâu và đem lại những kết quả hết sức thiết thực. Nhiều chương trình mang dấu ấn riêng. Để hội ngày càng phát triển, đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn trong thời gian tới, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị. Các hội từ thiện của chúng ta tiếp tục đổi mới cái phương thức hoạt động của mình, cố gắng tìm kiếm những cái nguồn lực từ xã hội để mà góp phần cùng với thành phố trong công tác đảm bảo an sinh xã hội, nhất là những cái đối tượng yếu thế. Nhưng bối cảnh này đang đại dịch Covid, ngành giáo dục đào tạo đang học trực tuyến, học sinh mẫu giáo, mầm non, vân vân ở trong nhà lâu ngày, tâm lý rất là ức chế. Vai trò của đoàn thanh niên, vai trò của hội phụ nữ, vai trò của sở lao động thương binh, sở giáo dục đào tạo như thế nào, trong cái cùng với hội chúng ta như thế nào để mà tuyên truyền giáo dục trong mỗi gia đình, tạo một cái tâm lý thoải mái để mà bảo vệ cái quyền lợi, cái tâm lý của các em học sinh, các cháu. Đó là một điều mà chúng tôi rất là mong muốn. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng đề nghị các sở ban ngành tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hội từ thiện và bảo vệ quyền trẻ em triển khai có hiệu quả các hoạt động, nhất là các chương trình từ thiện, hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch vụ xã hội, tạo điều kiện để có việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Tại hội nghị, thừa ủy quyền của Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đã trao tặng cho hội cờ thi đua đơn vị xuất sắc trong công tác bảo vệ quyền trẻ em trong năm 2021.